Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend và Mia Thanh Nhi đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Để xem mình có những cái gì đây. Limited Time Chest à, cái này không quan tâm lắm. Team Shop Update à? Ai chà, nó sẽ update một số thứ ở trong cái phần Team Shop đây anh em. Những con có thể mua được bằng World Coin. Khá là hay ho đây. Speed up happy hour có nghĩa là tăng tốc độ thời gian bằng cách là xem quảng cáo ấp trứng nở trứng đây. 72 giờ challenger, cái này mình đang làm đây, đang cuống là làm cái 72 giờ hour challenger này rất là hay. Tiếp theo thì start collecting score, nhìn chung là meta rocks rồi và chúng ta sẽ tiếp tục nào, mình sẽ đi lấy thức ăn cái để lấy thêm điểm coin anh em ạ. Còn 2 ngày nữa và không biết mình có kịp lấy cái con Jungion Master không. Hy vọng là ta sẽ lấy con đấy, mình rất thích con đấy rồi. Từ ngày xưa cơ, mình nhớ là mình có xem được một cái clip về review con đấy ở trên mạng. Nó rất là đẹp, chiêu thức khá hay. Và chúng ta sẽ cuồng lấy con đấy nha. Con đấy thì nó cũng giá trị nhất trong vòng trong 3 con đấy. Vì cái điểm số coin nó là mất nhiều nhất mà. Còn cái con bóng tối kia thì nó có cái chiêu nó có cái tuyệt kỹ hình như là cũng là Confusion thì phải. Mình có rồi thì mình không quan tâm lắm. Mình có hẳn một team Confusion rồi. Vì thế mình muốn đổi sang một con hệ Magic. Rồi mình sẽ lấy, đã lấy xong. Và chúng ta có như điểm đây, 72 giờ còn 1 ngày 21 tiếng nữa. Cố gắng chơi thôi anh em. Đấy, mà mình chỉ còn một số mảnh nữa thôi anh em. Đang cố gắng lấy đây. Mình chỉ đi được một ô thôi anh em ạ. Vãi trưởng thật. Bây giờ nó sẽ đánh giá là 1165. Ok. Nó ở đâu nhỉ? Ở đây hay ở đây hay ở đây. Chưa giờ nó vào ở cái ô cuối cùng này nhá. Nhưng mà thường thì nó sẽ cách ra một ô. Ô này. Ôi trời ơi, không phải rồi. Nếu phải ô này thì chắc là tiếc đứt ruột mất. À không phải, nó ở trên này cơ. Ây da. Phải nói là rất khó anh em ạ. Và mình sẽ cần còn mấy ô nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ô nữa. Hy vọng là sẽ được thôi nhỉ. Yeah. À, có anh em nào đang online không? Đang có 3 người online. Đang có 3 người online đây. Và một số bạn muốn donate mấy con này đúng không? Mình sẽ donate cho họ thôi. Đấy, donate này. Kelly Thanh Thùy đúng không? Mình vừa donate này. Ok. Vừa donate cho từ nha. Hello anh em, hôm nay là tối, ngày mai là 10 tháng 3 mà anh không có nhiều anh em chơi lắm nhở, tưởng tối nay nghỉ nhiều chứ. Hello anh em, để xem có ai online không. Chỉ được tối đa donate 3 lần thôi và khi donate thì chúng ta sẽ cũng có thể lên được level cái con Gai Anova này. Tiếp theo thì mình sẽ trồng thêm thức ăn nào, trồng thức ăn này. Mở thêm một cái hòm free ở đây. Skip luôn. Click on rồi. Chúng ta sẽ xem cái thông tin về cái team shop của chúng ta. Chúng ta sẽ có một số con cập nhật mới này. Testy Bodyguard là người bảo vệ của Testy à đúng không? Nhưng mà con này đẹp quá. Con rùa. Wow. Hệ nước này và Legendary này. General Testy này, người bảo vệ cho con này. Đúng không? Con người biển cả. General Uria Teddy Pet. Đây là con cá ngựa, là pet mới. Uria Pet này. Uria Bodyguard. Đây là một team Uria. Mấy con mới này anh em. Con sư tử này. Monster Cruise. Ấy chà, một số quả trứng à. Đẹp đẹp. Và đây có một con tuần lộc của Epic nữa. Khá nhiều thứ đấy. Teddy Bodyguard, người bảo vệ à. Ok. Ok. So mình cũng đang cần cái con này. Vừa đến nhanh vậy ta. Mình đang có bao nhiêu cái mảnh để donate nhỉ? Mình không nhớ là có bao nhiêu mảnh luôn. Hiện tại thì mình đang có 79 mảnh của con Metal Heart này. Metal Heart đây anh em.
Mọi người online ít nhỉ. Bình thường là toàn phải 5-6 người online cơ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem nào. 21 giờ. À, Contest Butter Nemesis Challenger còn này đẹp quá. Phải nói rất rất đẹp luôn. Love Season thì cái này thì mình gần như mình sẽ không làm được à. Gần như chắc chắn là vậy. Legend gì đây? À, cái hòm thôi, cái patch thôi. Giá là 200 Legend Dark Chest, một cái quả Legendary Random, một cái VIP gì đây? Cái này nữa. 275 game thôi. Cái hòm này nhìn đẹp phết nhỉ. Vấn đề là chúng ta sẽ không thể nào mà lấy được nó. Đấy chính là cái ở trong cái có con đấy đấy. Đây này, 20 cục shell của cái con Nemesis kìa. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ có nhiệm vụ xem game này. Tiếp mình sẽ vào xem game. Xem để lấy game. Có gì cần nâng cấp không nhỉ? Mấy cái Waster này mình đã nâng cấp hết lên rồi đây. Mấy cái Temper này mình nâng cấp hết lên rồi. Và chúng ta sẽ vào trong hầm ngục nào để kiếm thêm game nào. Tiến lên, kiếm thêm đủ game đã. Thiếu rất là nhiều game. Ở đây nó cần Magic này, thấy chưa? Nó cần con Magic rất là quan trọng. Mình sẽ cố gắng lấy được bằng được con kia Nemesis rồi. Đây chỉ có 3 cái hầm ngục. Đây Monster. Hầm ngục này trước để lấy viên game đã. Còn 2 ngày nữa, thoải mái thời gian chúng ta có thể lấy được. Tiến lên nào. Chúng ta sẽ đánh bại con này luôn. Nó sẽ có 3 viên game trong này. Let's go. Siêu nhân à. Captain Legend à. Tưởng Captain America. Tiếp theo nào. Ở đây thì có một con nhà thám hiểm và một con quái vật khổng lồ. Mình muốn xem cái chiêu thức của cái thằng này quá. Biết một con này. Con này nó kháng 20% mà kháng chiêu thôi. Không có gì nhiều. Điều khiển tiếp này. Đánh đi. Tiến lên nào. Crusher Blade. Giảm máu này xuống. Choáng luôn chứ. Đau đầu thật cái hiệu ứng đấy. Qua fusion rồi. Đánh đi em. Sấm sét à? Sao không có hiệu ứng gì vậy? Khá là thất vọng đấy. Mình sẽ điều khiển con này tiếp. Điều khiển lần 2. Wow, tuyệt chiêu kìa. Đây là cái cột cờ mà đúng không? Cái cột. Wow. 3 con tàu luôn. Stun cả team luôn. Thế mới vãi trưởng rồi. Stun rồi thôi rồi, mình sẽ giết chết cả team vậy. Làm quá rồi anh ơi. Thuyền trưởng à. Thuyền trưởng mèo đúng không? Đấy, thuyền trưởng mèo. Kết thúc siêu nhân. Kết thúc siêu nhân này. Và sẽ còn một con ở đây nữa. Chúng ta sẽ dùng một tuyệt chiêu không dùng được. Cần phải hồi. Poison dam. Giảm là mình giảm dam đây. Nào. Nó sẽ còn tầm khoảng 15.000 máu thôi. Có bị hiệu ứng hay không nhỉ? Hình như không bị thì phải. Strong 22.000. Tuyệt vời. Chúng ta đã đánh bại xong cái team đầu tiên. Và mình sẽ bắt đầu là quay cái chiếc nón kỳ diệu này. Để xem trong này là sẽ được cái gì đây. Cái game không. 2 cục thức ăn rồi. Và đây sẽ là 2.000 thức ăn này cho chúng ta. Nào, chúng ta sẽ đi lấy viên game tiếp theo này anh em. Tiến lên. Lấy viên game. Trong này thì nó sẽ có những cái gì đây? Musu à? Ba con này thì thường thì mình đã xem rồi. Và mình sẽ cần phải... thật ra thì mình cũng có thể là điều khiển nó một chút. Để xem... có chiêu thức nào hay ho hay không ở trong này. Mình sẽ dùng Outer Impact thì chết luôn một con. Ồ, gần chết một con. Và... Crusher Blade giảm máu này xuống. Sao lần nào tôi chém toàn được stun nhỉ? Nhỏ vãi. Cái gì đây? Quận thư à? Kháng Possessor. Mình kháng sẵn rồi mà. Bó tay luôn. Chưa đến được con này. Và team nó sẽ bị tiêu diệt. Musu thì... Ơ? Con này không bị điều khiển à? À, không bị điều khiển anh em ạ. Rồi mình sẽ cho cả team chết luôn.
Còn người đưa thư nữa là xong thôi. Ethrilgas. Thanh kiếm băng giá. Tiếp tục là chúng ta sẽ quay phần thưởng của chúng ta trong này. Nó sẽ là game hay là cái gì đây? Thức ăn rồi. Chắc chắn là sẽ được thêm food nhân 2000. Mình sẽ còn 2 trận nữa để tiến tới mục tiêu là 2 game. Thật ra là ở trong cái hầm ngục này thì nó toàn những con cấp khá thấp. Mức độ là toàn C với Epic các thứ thôi. Chưa thấy Legend gì cả. Đây toàn C này anh em, UC này. Atumpes, có cả Atumpes ở trong này nữa. Rồi mình sẽ giết chết bọn nó ngay thôi. Có mỗi con Atumpes là có vẻ khỏe một chút thôi. Nó tầm rơi khoảng 24.000. Và tốc độ thì khá ổn. Nào, thanh kiếm băng giá. Một khi đã chém xuống thì không thể nào mà quay trở lại được. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ tiếp tục quay cái này nha. Lâu vậy ta? Mạng có vấn đề rồi. Chúng ta sẽ tắt bớt cái web này đi thôi. Rồi, let's go. Chúng ta sẽ tắt cái này đi. Và quay ra được cái gì đây? Chúng ta sẽ được thêm 1.000 thức ăn nữa. Một trận nữa này. Cái này thì hồi nhanh thôi. Nếu mà tập trung thì chỉ trong vòng một buổi tối là chúng ta sẽ lấy được toàn bộ game trong này luôn. Let's go. Ôi, bóng đá à. Luis Caribe. Ái chà. Mấy gọn này thì nó rơi vào tầm 29.000 máu à. Liệu rằng một chiêu có chết được không nhở? Không biết được nữa. À, giết được, bọn này khá yếu. Máu bé tí luôn. Chết đi cả team. Xui. Lấy ái tử thần. Bắt đầu là chúng ta sẽ là quay số nào. Đúng là mạng có vấn đề rồi. Nào, rồi. Quay đúng luôn mà mới một cục thức ăn đấy. Có 1.000 thức ăn rồi. À, chúng ta sẽ quay trở ra nhá. Đây, quay trở ra này. Có anh em online không? Đang có 4 người online này. Và mình sẽ quán xin cái cục sale này. Không biết ai có không. Mình gần đủ đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái cục sale của con bóng tối đấy cũng được. Hình như 100 cục là triệu hồi được nhỉ? Hay là 120 cục ta? Chắc là 120 cục. Let's go. Và chúng ta sẽ còn 3 trận trong phần multiplay nữa. Để chiến đấu nào. Hình như mấy hôm nay mình thua sấp mặt luôn này. Thôi biết ngay mà. Giảm điểm quá rồi. 3 giờ, 6 giờ quên để tìm thủ này. Tác hại của quên để tìm thủ này. Wow, mình thua đến tận 4, 5 trận luôn này. 5 trận luôn này. Cái con cơ nó báo thủ này. Đúng không? Thế nên qua báo thủ mình này. Ôi giời ơi, quên để tìm thủ đúng là đen đủi thật. Phải nói như thế. Công sức của chúng ta đánh từ hôm qua đến giờ cuối cùng là bị mất sạch rồi. Thôi cho những cái con mạnh mẽ vào đi. Ở World Steam à, Kryotan này. Tạm thời thế này đã. Tiếp phải nhớ chắc chắn là phải để team thủ anh em ạ. Nếu mà để team này thủ thì không ai dám đánh luôn. Rồi chúng ta sẽ phải đi có nên là đi trả thù lại không ta? Chúng ta sẽ giành lại những cái điểm mà mình đã bị mất nha anh em. Đây chẳng hạn. Spencer. Đánh bại thôi. Ok, chúng ta đấu đánh từ đây luôn nha anh em. Revenger, báo thù nào. Biệt đội báo thù đây rồi. Quay trở lại và sẽ tiêu diệt bọn nó. Để xem đã gặp những con gì. 1850. Cấp khá thấp. Thay mình thấy cấp là khá thấp. Trang bị Runner. Ủi, cái này một hit là chết hết cả team rồi. Không cần đấu nhiều. Chỉ cần một hit thôi là sẽ chết luôn cả team. Chắc chắn luôn như vậy đấy. Đây này. Một tuyệt chiêu. Hít thở không khí trong lành đi. Chúng ta sẽ xong luôn một cái này. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Thường những cái team này rất là yếu luôn đấy. Nên đánh thế này không hay. Đánh này không hay tí nào rồi. Mình phải chọn những cái team nào nó tầm khoảng hơn 2k điểm ấy. Trở lên ấy. Cái khoảng 5 ngày nữa đúng không? Vì mình có phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Không thì chúng ta sẽ bị rơi vào mất phương hướng.
2K5 à? Liên có liệu lên nổi 2K5 không? Chắc không rồi. Nếu mà 2K thì Silver 1 thì nó... Lần trước mình cũng là Silver 1 rồi. Mình muốn lên Gold 3 cơ. Nhưng có vẻ là thời gian nó không đủ rồi. Cảm giác thời gian nó không đủ rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là chiến đấu này. Mình còn 2 trận trong này đúng không? Chúng ta đối đầu những người khỏe nhất. 2K1 này anh em. 2K1 này, đấu luôn. Có vẻ có một số người thích dùng cái con lửa lên cấp 105 nhỉ? Hay mình cứ cho nó lên cấp 105 đi, để đi đánh được đi. Thật ra con này thì cũng phải là điểm danh mới có đấy, chứ không phải là like được đâu. Đã thấy bảo đam khá to, đam lan khá lớn. Không có gì nhiều đúng không? Nhưng mà đánh nhá, như kia thì đơn giản quá. Mình muốn nó tự đánh nhau cơ. Ui, 3000 máu này. Osiris, ghê vậy. Ghê vậy này. Đấy thì con cáo điệp viên này. Con này khả năng kháng. Và nó có một số cái búp khá là khó chịu luôn. Nó chỉ epic thôi đúng không? Wow. Thôi là xong rồi. Đi stun luôn rồi. À, thôi rồi, chúng ta sẽ điều khiển vậy. Điều khiển phát nữa đi. Cho khỏi tỉnh đi. Giảm máu nó xuống. Ui, 42.000 cơ. Châu vậy. Trang bị runner à? Trang bị runner máu cấp 4 này, stamina cấp 4 và team strength cấp 4 luôn. Máu châu thật, châu hơn cả mình. Phải nói như thế. Châu vậy lúa ơi, bị stun rồi. Đây rồi, con này có thể tấn công được. Double down cho nó rồi. Chém đi em. Xem đam của em lượng như nào đây. Wow, truy lửa 18.000, wow. Đam to phết. Tính ra đam của nó 18-19.000, 17-18.000 máu. Đánh lan đấy, không hề yếu đâu. Kết thúc thôi. Chúng ta sẽ kết thúc nó nhanh nhất có thể thôi anh em. Hít thở này. Con gì chưa chết à? Binh đoàn sát sống, trỗi dậy. Binh đoàn xác sống, thịt luộc nó. Đã xong. Chúng ta đã đánh bại được cái con thứ hai. Và mình sẽ còn một trận duy nhất nữa ở trong này này. 80 cái đồng coin. Tiếp tục vào quay nào. Và nó sẽ ra cái gì đây? Ra cái thức ăn cho chúng ta. Đó chính là food nhân 1.000 food thôi. Chỉ là 1.000 food thôi. Ờ, mình còn trận duy nhất đúng không? 21-15 này, tốc độ khá nhanh. À, mình sẽ đối đầu với cái con mà tốc độ siêu nhanh đây mà. Sử dụng là stamina đánh liên tục. Đánh phải đánh liên tục luôn. Cái team mình, cái điểm yếu là lượng máu hơi thấp. Thật sự là hơi thấp. Wow, 12.000 máu kìa. Thôi xong rồi, nát rồi. Chết to rồi, nó tập trung 50.000 vôn kìa. Team này mình khi mình nát rồi anh em. Nó trâu lắm. Thôi xong, đừng. Ôi, thôi chết rồi, thôi, quả này chết rồi. Quả này là xác định là chết rồi nha anh em. Không thể nào mà đỡ rồi. Vãi trưởng rồi, đây. Kinh khủng quá. Phải nói rất kinh khủng. Possessor này con kháng ấy. Con này kháng gì vậy? Kháng Possessor này. Mệt rồi. Mệt rồi đây. Đóng băng, tốt rồi. Ít ra sẽ đóng băng lại. Con kia búp ra cho mình đi. Con Cryotan búp ra cho mình đi. Confusion. Đóng băng hết. Rồi. Vấn đề là chúng ta liệu rằng có giết được không? Ui, con này trâu thế. Phải nói là trâu vãi trưởng à. Ok, chúng ta sẽ dùng cái Gloomy Doom lên bọn này. Nó bị đóng băng hết rồi. Con này kháng à? Con này có bị đóng băng không? Hình như không. Liệu rằng sao giết được đây? Nó hết stamina rồi. Kháng stun và kháng đóng băng. So Irish. Không kịp. 12.000 máu cơ mà. Nhưng hình như không có đam. Đấy rồi. Có tuyệt chiêu rồi.
Vua rơi, lúc đến lúc thể hiện rồi đây. Cắn xé nó. Tốt. Tuyệt vời. Nó sẽ còn ít máu thôi. Skadi cộng thêm stamina. Tiếp tục trừ ác mộng, con này bị trừ ác mộng chết không? Hy vọng sẽ bị trừ nhá. Chết, hay lắm. Còn Vols, cái con sấm sét ấy, ghê vãi trưởng. Và chúng ta có Shadow Gels, khả năng là điều khiển tâm trí. Ngón bài điều khiển tâm trí vẫn là rất có lợi ấy, trong cái trường hợp như thế này. Rồi, mình sẽ cần hồi stamina lên. Đánh nhau đi em. Mình còn điều khiển tâm trí này. Cứ bình tĩnh thôi. Con này nhiều máu thì nó cũng chỉ ở ngang con boss thôi mà. 75% đam này. Stun block. Rồi ok. Tiếp tục còn điều khiển tâm trí nữa. Cực kỳ khó chịu luôn. Này mình thì đánh đi. Vãi linh hồn cho em. Tiếp tục hồi stamina. Và sẽ tiếp tục là hồi. Đánh nhau không? Mình có thể búp được cái Gloomy Doom vào. Tiếp tục là búp vào người. Thêm cả ác mộng. Ác mộng thấm lắm. Trừ cả năng lượng này. Búp siêu rồi. Wow. Phải nói là kinh khủng. Giảm máu nó không? Giảm được khoảng 7000 siêu thôi. Có Soul Iris không? Có Soul Iris đây. Trừ được khoảng 12000 siêu nữa. Ôi, xịt kìa. Vãi lúa rồi. Điều khiển tâm trí phát nữa nhỉ. Nó hết cái sạch năng lượng rồi, không cần phải điều khiển đâu. Đấy. Trừ các kiểu. Skadi. Trừ tiếp tục ác mộng. Hết sạch năng lượng luôn. Chẳng làm gì được. Máu trâu thật, phải nói máu cực kìa trâu. Nó trang bị cho nó là những cái runner gì đấy mà sao máu ghê nhỉ. Ui, máu cấp 6 này. Máu cấp 5 này. Và stamina cấp 5. Chuyên máu và chuyên stamina. Hay đấy. Ok. Ethereal Gas. Để điều khiển nó phát nữa nhỉ. Đúng không? Được đấy. Lại bị điều khiển rồi. Hết giáp rồi. Hết giáp rồi thì đứng nguyên đấy nha. Olympus. Lại siêu à. Sợ thật. Mắc lâu lần đấy. Crucible Blade. Kháng stun, kháng đóng băng, mega đóng băng các kiểu. Phải nói nó khỏe, thật sự rất khỏe. Theo mình nó thật sự rất khỏe. Điều khiển phát nữa này. Gloomy Doom, mình đã hồi chiêu Soul Iris chưa nhỉ? Hình như là rồi. Một trận chiến quá lâu luôn đánh con này. Nguyên anh con này đã rất Underworld Rise 23000 đội quân xác sống này. Ok. Vấn đề là nó vẫn có thể là nó sẽ búp được giáp thêm ấy. Điều khiển phát nữa đi. Mình phải đợi hết cái giáp này mình sẽ bồi thêm một đòn ấy là mới đẹp. Còn bây giờ là chưa được. Nói bút thêm giáp này. Thì mình nghĩ sẽ bút thêm giáp. Trừ 100%, cộng 100% đam kìa. Tử thần. Ấy, có chiêu tử thần kìa. 3 turn đếm ngược. Kết thúc nhanh này anh em, tập trung đam nào. Nó tầm khoảng là 32000 máu thì cũng vẫn chưa giết được. Vấn đề là chưa giết được đây. À. Thôi điều khiển nó phát nữa vậy. Này đi đánh thì quái được. Crusher Blade giảm máu xuống đã. Tính sau. Gloomy Doom này. Để phát sau giết nó. Trâu bò này. Vẫn chưa chết. Olympus. Vãi lúa rồi. Thôi để đếm ngược đi. Để đếm ngược đấy anh em. Nó có cái khiêng đấy thì cũng chịu thôi. Từ từ đánh thôi. Tiếp tục này.
Đánh một mình con này còn, siêu lâu luôn đấy. Đấy là con điều khiển liên tục đấy. Tiêu quả dậm chân. Tuyệt chiêu à? Nó sẽ tự động giết nó rồi. May là mình điều khiển nó nhá. Đấy, con này khỏe quá anh em, Kryotan. Đấy, nó rất là bá. Mình có rồi, nhưng mà mình sẽ tiếp tục là điều khiển này, khỏi đánh mình luôn. Đấy, nó hết cái giáp cái là nó tự động chết rồi mà. Tử thần chuẩn bị đón đi chưa? Skadi. Hai tên nữa nó mới chết được à? Hết giáp rồi đấy. Bây giờ tấn công thôi. Rồi, một tên như cái chết à? Này thì không chết. Này. Wow. Phải nói là quá khỏe anh em ạ. Quá trâu, không phải chưa khỏe mà là quá trâu bò. Ok, và chúng ta sẽ kết tập ở đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.